sản phẩm của ba người khi đấu trừ bố của anh ở thủ tướng mặt Doraemon, sau là tác phẩm mặt trời màu đỏ, con sa màu xanh, trái cây màu xanh, con chi màu vàng, cái đuôi màu nâu. Ra cháu chi bảo là hồng nhưng mà nó màu nâu rồi. Phần trước hoàn toàn của cháu chi luôn.